Hello, xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay là Ngọc dẫn tất cả mọi người đi một cái biển mới. Từ nào giờ Ngọc có đi giúp xuống đây, nhưng mà Ngọc đi ngay vào bãi biển kia thôi, chứ chưa xuống cái chỗ pier này. Cái chỗ pier này là được câu cá rồi này kia, hoặc là đi bộ vô. Nhưng mà đặc biệt cái pier này á, người ta chặt, mình chặt tiền mình. Thí dụ như nếu mà mình muốn đi vô mà mình đi câu cá á, thì 3 đô cho một người kèm theo cộng tiền thuế. Còn mà đi vô coi chơi vậy thôi đó thì 2 đô cho một người. Hồi nãy giờ Ngọc mới vừa trả tiền cho mẹ Ngọc với Ngọc là 4 đô mấy á, là cỡ chừng 100.000 á. Đây nè, cái pier này gọi là Diana Beach Pier ha. Bây giờ mời mọi người cùng theo Ngọc đây mẹ. Con mời mẹ. Ồ, mấy bạn này đứng câu cá nè. Để coi mấy bạn này câu cá được gì không nha. Trời ơi. Wow. Đây. Cái cầu này thì cũng giống như mấy cái cầu bữa trước mình đi. Đứng đây nhìn xuống thì cũng ok, đẹp á, có tàu bè rồi này kia cũng nhiều. Coi coi. Nhìn xuống đây thì so far chưa thấy con cá nào. Nhưng mà trời hôm nay rất là nắng luôn cả nhà, rất là nắng luôn. Ngọc sức cái chống nắng cho da mặt mới dám xuống đó, chứ còn không là thua luôn. Đây nè, chú này cũng xuống đây câu cá nè. Chỗ này á, chắc Ngọc nghĩ là đa số á, là nếu mà ai mà câu cá thì người ta sẽ đi, còn ai mà đi dạo vô không thì Ngọc nghĩ ta sẽ không đi, tại vì tốn tiền. Thường thường ta chỉ đi dạo, được thì vô cũng được thôi. Nên là Ngọc nghĩ là người đi dạo sẽ không có nhiều, mà đa số chỉ là người câu cá thôi. Nên là đi để coi như thế nào, coi có mua được con cá nào không, rồi khám phá chỗ mới, quay cho cả nhà mình xem. Không biết đây có cua không biết đây. Nước biển cũng xanh. Đây là thành phố Diana nha, cũng gần cái đường đi sân bay Fort Lauderdale luôn. Thà thế mà mình quẹo trái là mình đi sân bay Fort Lauderdale, mình quẹo phải là mình đi cái chỗ bể bãi này. Mấy chim nè, mấy chim đi là nhìn thương không. Chú này nãy giờ câu được gì chưa không biết. Chưa thấy gì đây. Any fish yet? Chưa được con nào hết trơn. Wow, ở đây là một cái công trình người ta đang sửa chữa nữa. Mẹ, mày coi cái gỗ mà người ta để này nè mẹ. Trời ơi, cái khúc gỗ bự ghê không? Gỗ quá bự luôn á. Hồi đằng đây người ta đang sửa chữa cầu. Vậy thôi chứ đâu có ai đâu vô đây ấy gì. Giờ cái đây người ta câu cá cũng ít nữa chứ ở đó. Đang sửa chữa ông bà cô chú ơi. Đi được có một bên nè. Trời ơi, coi kìa. Coi cầu kìa. Đây, tới mấy anh chị câu cá đây. À, có chị này câu nữa. You caught anything yet? Yeah, couple. Can I see? Yeah. Hỏi thôi mình xin coi được không, chị nói được. Just a blue runner and a small little bait fish, but nothing. Oh, so this is what you brought, right? Yeah. And this is what you caught. Nè, chị câu được mấy con này nè. I think the bite's starting to pick up now. So. Yeah. Yeah. Chị nói chị nghĩ là bây giờ bắt đầu nó ăn á. Tới giờ ăn trưa mà. Giờ tới giờ trưa tại cần để ăn rồi, sáng giờ mới ăn sáng no quá. Ồ, đứng câu đứng ở đây mát nè mày. À, cái này mồi nè. Cái mồi này cắt ra để sẵn đây ha. How you? Cái cầu này thì con cảm giác như là nó không có sạch sẽ như mấy cái cầu mà mình ưa đi mày. Cầu này là trời ngoài coi kìa, nước kìa. Trời đó coi luôn á. Cắt cá á. Yeah. Nên hồ này chắc con nghĩ là chiên về câu cá chứ còn không á. Trời ơi coi nè, mấy con chim xuống đây là ăn uống là ngon lành cuộc đời luôn nè. Cả nhà, tự nhiên cái ai để con cá nãy đây mà con cá nhìn kìa, con những cá khô luôn rồi. Nó khô rang luôn rồi. Mấy con chim nó lại nó ăn cái mồi của mấy ảnh cắt ra đây nè. Chưa được gì hết trơn. Còn phóng cái xa ghê không? Phóng cái thuốc ra ngoài kia luôn. Dựng mấy cái ghế ra đây ngồi. Không thấy cá mắm gì hết trơn. Không ai thấy có con cá nào để đây hết trơn ngoại ơi. À, chú này để được con trời ơi. Ông ra ông câu cho vui xong rồi làm sao mà để con cá khô luôn rồi ngoài.
mấy anh này chắc mới đi nên chưa có cá nhiều, không có đem đồ theo đựng nên để con cá queo luôn mày nè. Sao cá này nhiều quá hả? Đúng. Hồi nãy là đi chỗ đó không có gì, nhưng mà Ngọc sạch bản đồ quá, lên cái chỗ mà lúc nào mà cũng yêu thích cái chỗ này, vừa sạch sẽ mà vừa đẹp mà vừa thoáng mát, là cái chỗ mà mình hay đi câu cá, mua cá, câu ghẹ đồ cả nhà. Để lên thử coi bữa nay người ta có gì không. Từ cái chỗ đó mà Ngọc bấm bản đồ lên lái xe có khoảng 21 phút à, nên là Ngọc chạy thẳng một cái đường là mình tới đây luôn. Giống y chang như là cùng một bãi biển, nhưng mà mỗi cái thành phố, mỗi cái nơi nó có mỗi cái tên riêng á. Nên là hôm nay thôi bây giờ mình sẵn cái mình chạy lên tới đây luôn chứ cũng có 20 phút. Hai bên có hai hàng cây đẹp hết sức. Thấy nhà thấy khách cảnh đẹp quá, quay cho cả nhà mình xem. Công nhận cái Florida này nắng ghê lắm, nắng dữ dằn lắm. Này là đây đang đi buổi trưa, đang đi 1:30 trưa. Đứng coi có gì không, đứng coi cá gì không, vui vẻ. Đó đây là mấy căn nhà cao tầng. Đây mọi người ơi, đây mới gọi là cái bãi biển mà Ngọc yêu thích nhất nè. À, đây có cái nhà hàng, cái tự nhà hàng cái đi thẳng ra ngoài kia luôn, không có nắng. Mà sao nhà hàng này á hả, bữa giờ sao nó bị đóng cửa ta, không biết làm sao nữa, đóng cửa từ bữa giờ luôn á, hay là không? Ở đây là phải buôn bán được chứ không lẽ buôn bán không được, phải không? Hello. Hồi bữa em nhớ cái chú đó, chú dựng nguyên cái rạp đen mà. À. Giờ thấy hết trơn rồi, giờ thấy buồn thiêu rồi. Anh này có gì không này không? Không có chi luôn. Cá mắm chỉ trơn. Đổ nước ở đây luôn. Mà hên nha, chỗ này nó không có bị tanh cá. Chỗ này mình ra không bị tanh cá. Này thì anh bắt mới được mấy con cá. Cá gì đó? Cá trích. Đây coi bên đây nè. Sao buồn dữ vậy, sao thấy cái buồn yêu. Anh nó nhìn con nó nị hảo. Hi my friend. How are you? Fine. Any fish? Not today. No. Yesterday. Yesterday? Yep. Hôm qua có nhiều cá lắm, nay hết rồi. Trời ơi. Well, yesterday I got a lot in my car. Oh my goodness. I buy about 40 pounds. You buy? I mean I sell for about 40 pounds. Oh, I wanna buy. But it's in my house now. No. It's nothing today. But you got a lot. Hôm qua chú bán 40 phao cá. Oh, được rồi. I got this big barracuda. Oh, wow. Câu đựng cá bự cả đó đó. Trời ơi, uổng rồi. Uổng ghê. Hôm nay xong nước thì xong, không có hả? Này không xin. Giờ câu cua nè ngoại nè. Giờ câu cua nè. Hả? Nó 40 phao cá là nhiều quá. Thấy không? Cảnh này đẹp vậy sao? Giờ dọn đồ về. Không có, chán quá. Vậy là nếu mà không có là chọc chỗ nào có hết trơn. Tùy theo bữa, đúng không? Đâu phải ngày nào cũng câu được nhiều vậy. Rồi thôi vậy thôi, con mẹ đi về là an tâm rồi đó. Thưởng có cá, mua cá tươi rồi về. Chơi, có ai đi chơi? Ai đây, đây đi chơi. Ngoại. Ngoại sao tự nhiên ngoại ngồi dưới đất cả ta? Lên đi ngoại ơi. Ủa, ngoại tưởng con đi về trước, còn ngoại về trước. Ủa? Ngoại đi bộ luôn, mà ngoại không làm chờ luôn. À, giờ chạy Ngọc, chờ Ngọc, chờ để mẹ chợ cái Ngọc mua đồ. Rồi xong rồi ngẫu lậu bảy Ngọc để mẹ chở cái Ngọc đi rước con chay. Mua cái dưa leo nè cả nhà, về hôm nay chiều hôm nay ăn cơm xích beo ngoài nên nó hả, mua cái dưa leo. Rồi ba Ngọc đang đốt miếng gáo để bắt đầu nước thịt cả nhà ơi. Bữa nay là ăn cơm tấm. Cơm tấm hả? Yeah. Ok. À, cả nhà mình coi nè, mẹ Ngọc ướp sườn xong rồi cái ướp than với miếng gáo nè. Miếng gáo thôi chứ hình như không có than hay gì á. Đây là trái cà ở ngoài vườn á, có con trái đó cả nhà mình nhớ không? Nướng lên thơm quá cả nhà. Mắm để ăn với cơm tấm nè cả nhà. Đây là mấy miếng thịt nướng nè. Ơi, hôm nay em không thèm. Ok, quá ngon cơm tấm rồi, quá ngon. Cơm tấm. Cơm tấm quá Việt ngon. Nam, cơm tấm Việt Nam. Ok. Đó.
mỗi người dĩa. Nhưng mỗi người ú trời mẹ có thêm củ kiệu nữa nè, có thêm cái trứng nữa chứ. Đây nè, Điều Quynh có thêm cái trứng nè hả? Quá ngon. Chay là con không có dám cho nó coi mình có cái trứng, không mới nó xin được, bắt đầu nó không chịu ăn thịt nữa. À, Điều Quynh thích là mít cái cơm mà vô trứng vậy đó, nên là xin mẹ là giờ chiên cho cái trứng ấy vậy đó. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lâu quá không quay cái theo view cái kiểu này ha. Đúng rồi. Rồi ok, bây giờ mời cả nhà mình cùng ăn cơm tấm với gia đình Ngọc nha. Rồi ok. Quá ngon cái Điều Quynh nha. Lâu quá mình không có nướng rồi ha. Quá ngon. Nay mình nướng lại gấu dừa cả nhà ơi. Nướng lại thịt nướng than. Gấu dừa. Để coi cái mùi vị nó ngon lành ha. Mềm. Nướng than này miếng thịt nó mềm. Sắp mời cả nhà nha. Quá ngon. Okay. I think that's good too. Great minds think alike. Nãy giờ ngủ giấc cái chứ, ngủ giấc là dậy không nổi, người có phải nhảy xuống hồ tắm cái cho tỉnh. Like it was a good nap, huh? Yeah. You still want to sleep? I still needed to. Tắm vậy. That's why I jumped in the pool to wake myself up because I would be like this. Ngủ giờ này hay bị mệt lắm, dậy khó lắm. Ồ, để chia sẻ với cả nhà, sáng nay Ngọc dậy ba bữa nay. 12:30. Là Ngọc xem cái lịch của Ngọc. Thường thường là Ngọc thức cho tới 1 giờ sáng rồi mới ngủ. Trả lời tin nhắn khách hàng rồi này kia nọ nhiều. Ngủ mấy đứa hả? Khách hàng của mình ở bên Cali đúng không mẹ? Thì bây giờ 1 giờ sáng bên con thì bên khách hàng mới có 10 giờ tối à. Bởi vậy mấy bữa nay ba dậy ba thấy con ngồi ba hít hồn nó ngủ sao vậy sớm dữ vậy? Yeah, đổi cái trò để dậy là trai con trai ngủ giờ nào là con đi ngủ giờ đó. Xong là sáng là 6 giờ là con dậy. Rồi sáng này á, em nghe nói là nó đi tập thể dục với anh. Rồi nghe nói chuyện với Ngân mà nghe bảo nó kêu Bính xinh do mẹ Ngọc tắm kia xinh. Mình mới bất ngờ nhá. Cái xong rồi cái đi thể dục tập với con, đi thể dục với ba hai vòng. Hai cho con đi cái gọi điện thoại cho anh bảo. Cái đi về xong rồi cái hải nhảy xuống hồ tắm bơi thêm 10 phút nữa đó. Sáng mẹ nghe nói chuyện chị Ngân mà mẹ nghe bảo nói vậy mẹ bảo luôn mẹ bảo coi video ha, cái gì anh nói vậy ta. Ai nhẹ ra cái mẹ dòm hồ nước thì nước ở trên cái thành hồ nước không. Xin mời cả nhà ăn cơm cùng với gia đình mình nha. Rồi sáng rồi cái ăn xong với mẹ chút nữa đi bộ thêm 2 vòng nữa. Rồi sáng là bà điện thoại cho bà Lê. Cái bà ăn tô mì tôm. Ăn tô mì tôm cái bà nói Lê, bây giờ này ông nội không có tiền ông nội ăn mì tôm nè. Cái nó ra ông nội đưa con coi cái ông nội lấy cái điện thoại đưa coi. Cái nó nói cái bà nội đâu rồi ông nội. Hỏi chứ con hỏi bà nội làm gì. Tại con hỏi bà nội tại sao mà bà nội cứ cho ông nội ăn mì tôm hoài vậy. Nội không nấu đồ ăn cho ông nội để ăn mì tôm hoài. Ôi trời ơi. Ông nội, bà nội ra cứ cho ông nội ăn mì tôm hoài. Ủa? Ba Ngọc á. Mà hôm nay đã ăn cái đồ gì rồi đó. Ba Ngọc không ăn lại đồ ăn đó nữa. Sáng mơ không bao giờ ăn lại đó, cả nhà ngộ quá. Ví dụ như mình còn một nồi bún bò Huế hoặc là còn một nồi phở là không bao giờ ăn lại. Ăn đúng một lần ngọt. Nó ngát. Khá là cái món tô mì tôm ăn. Thà ăn tô mì tôm chứ không ăn lại tô bún bò. Không ăn lại tô mì tôm hết. Mỗi vậy chứ. Rồi á, hoặc là uống một ly sữa với ăn cái chuối. Hoặc là nếu như mà có cơm chiên là ăn cơm chiên lại. Cơm chiên thì ăn lại. Còn những món khác là không bao giờ có mặt luôn. Sườn nó ngon chứ còn nó rất là nồng ạ. Ngon không ạ? Ngon không bao giờ. Ngon ha. Ngày thường là mẹ Ngọc ướp hôm qua, ướp giờ ăn không? Ngon, ghi rồi. Quá ngon. I'll give you some bone later, Lucky. You just come and sit in your bed. Đây, ra ngồi ăn cơm đó. Đi học về đó bụng nè. Múc chén cơm với lại canh. Mẹ làm gì mà cho ăn cơm với cái này hoài vậy? Phải ngoài nướng cơ, nướng thịt không kẹp luôn đó, bụng quá. Kêu mẹ cho ăn cơm với thịt đi chứ con không ăn cơm với canh này nữa. Rồi nó muốn canh cơm với thịt thì chờ. Mẹ hả, nó đi ra đi vô nó làm cái gì mà lâu dữ vậy? Rồi giờ cho nó dĩa cơm với lại nghe miếng thịt nó ăn trong phòng đó. Nè nha. Quay lại cho hết từng lễ. Mầm đó, mai tới rồi đó.
Mới này đừng rồi mẹ nói chơi học ngày nay ngày bơi để lạ hả, mốt nghỉ chơi cái là từng rồi mới đầy cái tới thứ sáu nữa. Mình có đi về mới đi được 2 tuần là ba tuần rồi. Ừ, mà thứ ba thứ ba tới nữa là 1 tháng rồi. Đâu dữ vậy, ba tuần đó mẹ nhớ tới thứ ba tới là lặng tháng đâu có dữ rồi ba nữa á. Vậy thứ ba bây giờ có thứ ba hình như 19 mới lạm phát. 19 mới lạm phát vậy ha. Ngon không? Dạ ngon. Nó ăn dưa leo kìa. Nó ăn dưa leo. Mình ăn dưa leo cho đỡ ngán. Chase it with some cucumber, Daddy. Nói vậy đi cả nhà thấy không? Nhà mình đó cả nhà cũng quay quần vậy đó. Quay quần vậy đó. Tới lui thì cũng vậy đó. Nhà. No fresh. Con mẹ đi từ sáng giờ đâu có con cá rồi đâu. I think it's getting closer between seasons to where. Thôi, ở nhà có tịch á. Chứ không có chặt không có cá không biết ăn gì luôn á. I think it's getting close to the isn't it getting close to like the shrimp season? Không thấy sao. Hôm qua là cái thố mà cơm mà cô Yến tặng á, là ba ăn là cũng còn cái con dĩa ba hả? Còn cả ngày ăn hết luôn. Còn cái thố mà nuôi của Ngọc á là cũng còn phải chừng khoảng 2 dĩa nữa hết rồi. Ngọc cũng hôm qua đi một ngày là Ngọc ăn hết cái ấy, nếu mà giờ ăn này xong ha, bây giờ tới tối là Ngọc ăn đi 1 dĩa nuôi nữa là sáng mai Ngọc còn đúng 1 dĩa nuôi nữa là ăn sáng nữa là hết nguyên cái cây của cô Yến luôn. How was Diana Point? Oh my god, it's so dirty. Right. I never go back. Oh yeah. I had to like after we left that, we went back to the Sunny Island. No, still no fish. We went to 2 pier. But it's only 20 minutes away from Diana and Sunny Island. Yeah. First, some scrap. Wow. Ăn nữa không? Tiền cái đội xin nữa còn mày. Ngon quá mà. Nghe thịt nướng mày lên đó ha. Chứ dễ thì biết chứ. Nào ngon mới nhảy lên rồi. Mày công nhận thích ăn cũng kiểu thiệt chứ. Ngon. Hồi mình nhỏ không biết ăn. Nhỏ nghe nằm nằm á. Không thích. Học hồi nhỏ tại vì không biết ăn hành nè. Nên là không biết ăn cũng kiểu. Sau này lớn em mới biết thích biết rồi thích. Rồi mẹ con coi, mẹ con coi. Rồi bữa nay hết dĩa cơm luôn vậy. Không phải vậy đâu. Con nói mẹ mới dùng nhiều cơm đó. Hồi nãy em sợ nó ăn hết mới thôi. Quá dữ luôn ha. Ngọc nói mẹ quậy ơi với thêm một quậy ơi. Oh, he really wants. Nào quậy bà dùng ngon quá đúng không Jay? Jay. Feed Lucky a churro please. Thank you. Ngon. Quá ngon, quá ngon. Lúc lâu quá nó thấm quá, cũng ngon. Ngọt thấm. Ừ. Với nước này thay ăn cũng mềm ngon ha. Kệ kiểu phát kịch kịch. Trời ơi, ngáo rồi ngoại. We love you, churro. Là cái áo như nó quẩn hợp thời trang ghê luôn. Giờ mua đen khoái mặc mấy áo tóc tóc đó nè. Trời ơi. She wants a snack. Ăn gì vậy con? Snack. Bữa giờ mong không ăn vô gạch đó trời. Đấy, ông bà cô chú thấy mẹ con cầm cái điện thoại nó tự động cái livestream quảng cáo hàng cho mẹ. Trời ơi, ông bà cô chú vô khen quá trời luôn. Khen chày quá, khen chày giỏi quá. Bà ngoại bất ngờ, bà ngoại còn khen giỏi em khen ông bà cô chú. This is my favorite. Ok, go ahead, those are healthy. Gương mặt đại diện là đầy uy tín của Hoa Family luôn. Uy tín đầy mình luôn.
Thì Quỳnh nãy bới cơm nhiều quá ha nha. Thì Quỳnh là chị mẹ chị bới là đúng một muỗng cơm thôi. Nhiều quá ha. Muỗng cơm. Đây là lot of cơm. No, you don't eat too much rice. Năm đi Quỳnh cũng thích ăn cơm sườn lắm. Cơm, cơm tấm rất là thích. Nhưng mà ăn ít cơm. Cơm sườn là một nè. Thì Quỳnh là chỉ một muỗng cơm, một muỗng cơm bánh mì nè, bánh mì. Bánh mì hấp la nè, phở nè. Rồi bánh mì lagu, bánh mì nè, thịt bò lagu á. Đó, làm thích mấy món đó. You full now? Yeah, I ate, there was a half piece of the pork. Thấy. And then this. Nãy một miếng tôm mình tưởng ít cái ngọc á. Nhiều chứ. Thôi vậy miếng tôm nó dày quá. Nó dạ cũng nhiều hả? Bự. Nào hết đi. Rồi, nó quá trời còn cái miếng này mà ăn không lúc vô hết đi. Nói đi. Khó. Phải một miếng tôm đủ rồi mà mẹ. Cắt thêm cho miếng nữa. Dư. Trời ơi. Cái thời gian nó qua mau, quá mau luôn. Mới đây mới đó mà qua đi được 2 tháng mấy rồi đó, con thấy không? Đó. Bởi nó về Việt Nam ở lâu lâu, về Việt Nam ở khoảng chừng 3-4 tháng đi cái rẹt cũng xong luôn. Mau lắm là mau. Quay lại mẹ ba về Việt Nam tới nơi nữa bây giờ. Đó. Thiệt cái chứ. Ngón nó bạc trong bên nôn. Đó, ăn Tết cho cái lời là Tết là tháng 2 rồi. Đó, con Tết cái lời là đó đó. Xong rồi đó. I thought of a funny idea. They came early, so they picked up the mail. You never know when they're gonna come. Hmm? You never know when they're gonna come pick up the mail. Yeah. Thường 20 phút nữa nó chín đâu mà. Ừ. Tối rồi kia em cơm thêm. Đúng rồi á. Giờ mấy giờ rồi? Nó khoảng tối cho em à. I don't know what he wants. He wants something. Tối cho em không biết nữa. Giờ hả? 5 giờ rồi. 7 giờ cho ăn cơm thêm lần nữa. Ngon quá. No bụng á. Yeah. Toàn hỏi luôn không? Con mẹ giỏi nhất nhà. Cái gì á? Ăn uống là con mẹ giỏi. Quá no. No, yeah, no. Quá no. Nói chung mà con cũng không hy vọng con giống mẹ gì. Giống mẹ là cái tướng tá cũng mừng. Không ai dám đánh anh đâu. Bây giờ đường không ai ăn hiếp. I was joking. But I don't wish to be like my mom anything but than her body. Mẹ với con ai tương tác giống y chang nhau đã. Ngọc con đã đi Quảng Bình chưa? Đi Quảng Bình là nào chưa? Chưa ba. Có dịp chuyến đi về con đi Quảng Bình đi ra cái thăm cái Động Phong Nha hả? À, Động Phong Nha. Đẹp, nghe thấy cái đó quay lên TV thì đẹp lắm. À, Động Phong Nha đi chuyến cho biết. Bây đi Hà Giang đi Lũng Cú rồi. Hà Giang đi một chuyến đi. Động Phong Nha mà có chị Linh đi á ha. Đi với chị Linh là được. Đi Quỳnh thì tự nhiên nó nói tới cái Quảng Bình cái con nhớ cái tấm hình Ninh Hoạt với lại 36 chụp ngay trước cái đồng mày nhớ tấm hình đó. Đúng rồi. Nói cái con nhớ tới tấm hình đó. Mấy bữa nay thì mấy cô đồ ở bên châu Âu cũng nhắn tin con để đặt hàng để đem gửi qua cũng nhiều. Nói chung quy là cũng rất là cảm ơn cô bác anh chị đằng xa trong nước và ngoài nước. Thì tất cả những cái mặt hàng mà con mình đang kinh doanh và buôn bán ở trên đất Mỹ cũng như ở Việt Nam cũng như tất cả các nước thì cũng được cô chú anh chị ủng hộ rất là nhiều luôn. Yeah. Nói chung quy là rất là nhiệt tình, mình thay lời muốn nói gia đình rất là cảm ơn cô chú rất là nhiều luôn. Thay lời muốn nói luôn. Thay lời muốn nói luôn. Cảm ơn rất nhiều. Bữa ăn của cả nhà mình hôm nay tới đây là xin kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video Hồi Hộp Family, ngày nào cũng mong đợi và chờ đợi cái video của gia đình ngồi để coi, để dành thời gian để xem video mỗi ngày. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào video clip vào ngày mai ha. Chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Xin chào tạm biệt cả nhà.